Hôm trước mình có đặt hai cái gói kẹo siêu chua ấy. Cái gói này thì của hãng Nobel, còn cái gói này thì lại của hãng Reborn. Cái gói này thì mình chưa ăn bao giờ. Lần trước mình ăn của cái hãng Nobel này thì nó là kẹo cứng này. Còn cái Reborn này này thì nó lại là kẹo dẻo mọi người ạ. Xin mời mọi người nhá. Kẹo dẻo rất là mềm. Ôi, chua ấy. Đỡ chua rồi đấy. Bắt đầu đến cái phần ngọt rồi đấy. Ok, sau khi ăn xong thì mình thấy cái kẹo của Nobel này là chua hơn này. Nó chua kiểu chua sốc luôn. Chua như kiểu mình đang ăn miếng chanh ấy, rất là chua. Còn cái kẹo siêu chua đến từ thương hiệu Reborn này thì nó vừa ít chua hơn, nó vừa là kẹo mềm, cho nên là mình thấy nó dễ ăn hơn. Ngoài ra thì cái loại kẹo siêu chua này mình thấy ăn nó có kiểu nhiều lớp ấy, thú vị. Đây các bạn thấy không, ở ngoài cái viên kẹo nó có phủ một cái lớp bột trắng trắng. Cái lớp bột này thì nó rất là chua này. Sau khi mình ngậm nó tan hết cái lớp bột này đi thì nó sẽ ngọt và nó dễ ăn hơn rất là nhiều. Còn cái gói kẹo siêu chua Reborn này mình thấy ăn từ đầu đến cuối nó không có sự thay đổi về vị nhiều ấy. Chốt lại thì mình thấy cái gói này vị dịu dễ ăn hơn. Còn cái gói này thì ăn nó lại kiểu chua sốc hơn, nhưng mà nó lại có nhiều cái lớp, ăn nó thú vị hơn.